Hôm nay tính chia sẻ cho đại gia đình cách đeo khẩu trang nha, nó không đau lỗ tai nha. Như cái khẩu trang của mình là có cái cây ở đây nè, khi đeo vô là có cái cây này á, nó tăng lại là đau hai cái dành lỗ tai lắm nè. Tính chia sẻ cho đại gia đình cách đeo khẩu trang mà không bị đau lỗ tai nha, nó còn thích nữa. Rút cái cây này ra nè, là chỗ này nó mềm lại nè. Sau đó chúng ta bẻ lại, bẻ hai đầu luôn nha. Rồi khi đeo vô á thì nó vẫn bình thường đúng không? Rút cái dây này nè. Rồi vô tới bên đây luôn. Cái vụ của ai nó thích cái miệng mình lắm, nó thích không có bị thở, nhưng mà nó dễ chịu, nó không có đau lỗ tai, thấy không? Nó thích hai bên này lắm nè, nhưng mà nó không có đau lỗ tai, bởi vì cái cọng dây này nè nó không có bó lỗ tai đâu nè, thấy không? Nên nó không có đau lỗ tai, mà cái miệng này nó thích lắm, thích hơn hồi xưa nhiều luôn. Thấy không? Giống như bây giờ nè, tính tháo ra nè. Tính tháo cái này ra nè. Thì cọng dây này nè, nó bối lỗ tai, còn thêm cái cọng này nữa, nó cứng á, nó siết cái khẩu trang này nè, nên lỗ tai mình dễ bị đau đó. Còn khi á móc cái cọng dây này vô cái cọng dây của khẩu trang á thì nó gọng cái lỗ tai ra. Nhưng mà nó không có đau lỗ tai, mà nó thêm cái chỗ này nó khích vô nữa, nó như bình thường cái này nó lỏng rồi, thấy không? Nó lỏng lỏng lắm nè. Khi móc vô thì nó khích vô lại, nó không đau lỗ tai nữa. Vô luôn. Nhưng mà không có đau lỗ tai, tại vì cọng dây nó lọt ra lỗ tai rồi nè, không dính vô lỗ tai đâu. Nghe gì vậy? Rồi xong, xin chào đại.